vị Hoàng Loan và Thanh Nhã đang có mặt trên sân khấu. Còn Quỳnh Như là đội trưởng hiện tại đang bận lịch trình thi đấu tại Bồ Đào Nha, nên chắc lát nữa chúng ta sẽ lắng nghe chia sẻ Quỳnh Như từ xa. Còn bây giờ thì xin mời Loan và Nhã ơi, không biết là mọi người cảm thấy như thế nào trong không khí thân mật này, xin mời cả hai cùng chia sẻ nha. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến tất cả các quý vị có mặt tại sự kiện đẹp quốc ngày hôm nay ạ. Thật sự em rất vui mừng khi hôm nay được nhận giải. Đó là niềm vinh hạnh đối với chúng em ạ. Ngoài bọn em, chúng em chụp những cái bộ hình ở trên sân ra thì đây là lần đầu tiên được chụp một bộ hình trên tạp chí đẹp ạ. Đó là những cái mới lạ nhất đối với chúng em ạ. Và em xin cảm ơn tạp chí đẹp rất là nhiều. Xin chúc tạp chí đẹp có tạp chí đẹp thật nhiều sức khỏe và càng ngày càng phát triển ạ. Em xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn bạn tổng đạo video clip ạ. World's năm 2023. Mình tên là Quỳnh Như, là đội trưởng của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam. Như rất là vui và bất ngờ khi hay tin Như cùng với Hoàng Loan và Thanh Nhã nhận được giải thưởng lần này. Rất tiếc là Như đang thi đấu Bồ Đào Nha nhưng không thể về tham dự chương trình được. Như rất là nhớ là cái lúc mà ba chị em đến với buổi xuất tiên á, thì không bao giờ nghĩ là mình sẽ mặc lên mình những cái bộ đồ phong cách như vậy. Có thể nói là lần đầu tiên trong đời luôn. Nhưng mà sau khi được các anh chị cho xem thành quả thì thật sự quá ư là chim ưng, rất là đẹp. Cảm ơn tạp chí đẹp.